Bài kinh số 119, Kinh Thân Hành Niệm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Sitavana, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi một số đông tỷ kheo, sau buổi ăn, sau khi đi cất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong hội trường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật di diệu thay chư hiền giả, thật di diệu thay chư hiền giả, thật thi hữu thay chư hiền giả. Thân hành niệm khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Và câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy đã bị gián đoạn. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến ngồi lên chỗ soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: ở đây này các tỷ kheo, các ông hiện nay đang ngồi bàn vấn đề gì? Câu chuyện gì của các ông bị gián đoạn? Ở đây bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại hội trường, và câu chuyện sau này được khởi lên. Thật di diệu thay chư hiền giả, thật thi hữu thay chư hiền giả, thân hành niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Bạch Thế Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa bàn xong thời Thế Tôn đến. Và này các tỷ kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn. Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm vì ấy thở vô, chánh niệm vì ấy thở ra, hay thở vô dài vì ấy biết, tôi thở vô dài, hay thở ra dài vì ấy biết, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy biết, tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy biết, tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Trong khi vì ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo đi, biết rằng tôi đi, hay đứng, biết rằng tôi đứng, hay ngồi, biết rằng tôi ngồi, hay nằm, biết rằng tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào? Vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo tăng già lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khát niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo,
tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống, đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày. Thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều câu ăn, hay bị các chim kênh kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường cân cột lại. Với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường cân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, trải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống,
ở đây là xương bắp dế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là xương khối trở thành bột. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, giới tầm, giới tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không có một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Như vậy tỷ kheo an trú không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Này các tỷ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước. Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Như vậy, tỷ kheo an trú không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo,
tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống an trú không phóng dật như trên, tỷ kheo ấy tu tập thân hành niệm. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần. Ví như này các tỷ kheo, biển lớn của ai được thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy đi vào trong biển đều thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, có người quăng một hòn đá nặng và một đống đất sét ướt nhuyễn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đống đất sét ướt nhuyễn ấy chăng? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, một cây khô không có nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói: tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy mang đến phần phía trên của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có làm cho sức nóng hiện lên không? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma dương có cơ hội với người ấy, ma dương có cơ duyên với người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước trống rỗng, trống không được đặt trên cái giá, có một người đi đến mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy có thể đổ nước vào bình không? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Này các tỷ kheo, vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội với vị ấy, ma dương không có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, có người quăng một trái banh dây nhẹ và một cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội đối với vị ấy, ma dương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây ướt có nhựa, rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay lửa và nói: tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội đối với vị ấy, ma dương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước đầy tràn nước, đến nỗi con quạ có thể uống được
được đặt trên cái giá, trồi lất có người đi đến mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy có thể đổ được nước vào bình ấy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với người ấy, ma vương không có cơ duyên đối với người ấy. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, một bình đầy tràn nước, đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như có một hồ nước trên một miếng đất bằng, bốn phía có đề đắp làm cho vững chắc và tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thể uống được, rồi có người lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thể tràn ra hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu chết xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con ngựa thuần thục, có soi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nắm dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu với giới xứ nào. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cổ xe, được làm như thành căn tứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời 10 công đức này có thể được mong đợi. Thế nào là 10? Lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên, kiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và kiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục kiếp đảm sợ hãi được khởi lên, vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, khô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng được bốn thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến đi ngang qua chách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, động thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy. Có thể thân có thần thông bay đến phạm thiên, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, ở xa hay ở gần. Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người,
tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không tham, biết tâm không tham. Tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm không sân. Tâm có si, biết tâm có si. Tâm không si, biết tâm không si. Tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết tâm tán loạn. Tâm đại hành, biết tâm đại hành. Tâm không đại hành, biết tâm không đại hành. Tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành. Thời 10 công đức này có thể mong đợi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Thân Hành Niệm thứ 119.